Chương trình phát quà buổi tối ngày hôm nay có các nhân vật tham gia: Mila, Yumi, Messi và Siro. Ok. Rồi. Quà hôm nay thì ok. Đầu tiên bé ăn trước. Pila. Yumi đâu rồi? Yumi ngồi ngoài. Yumi. Rồi, kệ phần của Mi cứ để yên đấy. Phần của Mi để yên đấy cho Mi. Mi không ăn thì còn đấy. Nào, tiếp tục lượt thứ hai. Sao Pila làm gì đấy? Siro này, Messi này, Pila này. Có đứa nào thèm không? Trời ơi, sao lại có bong bóng thế kia? Có đứa nào thèm không? Đây. Chả có đứa nào thèm cả. Siro trước. Rồi. Messi. Rồi. Pila. Rồi. Còn Yumi tưởng là nó không ăn mà nó cũng ăn. Ngồi yên đấy. Đây của Yumi đây. Gì đây nhá. Tiếp tục lượt tiếp theo. Có đứa nào thèm không? Nào. Siro bây giờ mới một tí mà Siro đã chảy rãi ra này rồi, thì thế tí nữa thì làm sao mà Siro chịu nói? Tí nó còn ăn cam nữa cơ. Đây Siro. Chảy hết nước dãi ra thì tí nó lại mất nước. Messi. Pila. Đây của Yumi đây. Nào, giờ vòng ngược lại. Pila. Messi. Siro. Cho Siro miếng to. Rồi, ok. Món này tạm thời để đây đã. Ngồi yên đấy. Tạm thời để đây nhá. Cho vào trong cái lọ này. Tiếp tục đến món thứ hai. Tập trung vào đây này. Món thứ hai, quả cam. Rồi, chờ nhá, bóc đã. Đừng có ấy vào đây rồi mất công cái gì nó vào. Cái vỏ này để đây, để anh để đây cho nó thơm. Để bỏ đây cho nó thơm nhà này. Đây. Loạt tiếp theo. Loạt này sợ là Pila sẽ không biết ăn. Rồi. Messi. Pila. Siro. Ăn cái này là mất công là tốn rãi lắm đấy, bù lại cái lượng rãi lúc trước bị rơi nhá. Pila.
siro. À, giờ mà bắt đầu tốn rãi đây nè. Nhìn đứa nào trẻ rãi nhiều nhất. Ngồi yên đấy, để anh nhớ xem là anh phải nhớ lại đã, xem là đến lượt đứa nào. Hình như là đến lượt Melsi. Thằng nào Melsi chảy rãi nhiều. Giờ đến lượt đứa nào nhỉ? Giờ hình như đến lượt Pila. Pila chảy rãi nhiều. Phải rồi, đúng rồi, anh nhớ rồi. Đến lượt Pila. Đây Yumi đây. Không lại không được tí nào. Của Yumi. Rồi, đây của Yumi nhá. Giờ đến lượt thế nào nhỉ? Sao là bây giờ là đến lượt Siro mà. Đến lượt Siro mà tại sao lại mẹ với mẹ bà này chảy rãi hộ Siro này nào? Ngồi yên. Ngồi yên đấy. Nhỉ? Mẹ với bà vô lý nhỉ, đi chảy rãi hộ Siro. Siro còn đang chẳng chảy rãi, mẹ với bà lại đi chảy rãi hộ. Giờ là đến lượt thế nào? Messi hay là Pila nhỉ? Nhỉ? Đến lượt đứa nào nhỉ? Ngon quá. Lượt của Messi. Rồi. Úi trời ơi, đến lượt Pila. Rồi, Yumi. Mi cứ lằng nhằng như con dở hơi. Tại sao sao lại Siro lại chảy rãi hộ rồi? Ok. Tiếp. Món tiếp theo. Người biết quả gì không? Chúng nó rất là thích ăn quả này. Chủ ăn trước đã nhá. Để anh ăn trước mấy miếng. Đó. Ok, bắt đầu chia phần. Siro này. Melsi này. Không, Siro ngồi yên ở trên đấy, ăn yên ở đấy. Không có cầm đi đâu cả. Quên mất cho miếng to quá. Pila. Yumi. Ăn nguyên ở trên đấy chứ không có đi đâu đâu. Đi này, đứa nào đi là đi mất chỗ là mất phần đấy. Nào. Đến lượt đứa nào tiếp theo nhỉ? Chưa. Lượt của đứa nào? Anh quên mất rồi, quên lượt rồi. Hình như là lượt của Siro. Của Siro. Cho miếng bé thôi. Messi. Pila. Lượt tiếp theo. À khoan đã, cho con Yumi. Cho con Yumi nữa. Lượt tiếp là lượt đứa nào tiếp theo nhỉ? Siro. Messi. Pila. Anh phải ăn vụng miếng đã. Bây giờ đến đứa nào nhỉ? Hình như bây giờ đến lượt anh hay sao ấy. Đứa nào bây giờ là lượt của đứa nào nhỉ? Yên.
Đây. Yumi nè. Siro nè. Melsi nè. Pila nè. Ok. Tiếp theo. Nha. Làm quả nữa hay là thôi ăn nốt cái bánh này đi. Nốt cái bánh này đi. Yên, Pila ngồi yên đấy. Pila. Lùi lại. Cái này nó là cái vỏ hộp chibi nhưng mà để đựng bánh quy đỡ ỉu. Pila xích vào. Nè. Bánh này. Pila. Rồi. Xích vào. Messi. Shiro. Yumi. Mi đấy. Pila xích vào, ngồi phải ngồi xích vào, Pila ngồi xa quá. Xa mà. Ngồi xa thế bay ra khỏi cái video rồi, Pila. Một mình Pila bay ra khỏi cái video này. Messi. Siro. Giờ đến lượt đứa nào nhỉ? Nè. Đến lượt đứa nào nhỉ? À đến lượt con Yumi. Rồi. Pila. Rồi, Pila. Rồi. Giờ hai mẹ con là đến lượt đứa nào đây? Messi. Siro. Toàn đúng bé thôi, Messi. Siro. Đứng này bẻ vụn quá. Yumi. Dạ dạ. Con Pila đâu rồi? Sao con Pila ngồi xa thế nhỉ? Pila ngồi xa thế nhỉ? Messi. Siro. Ok. Còn sót là mình đứng giá trí thôi. Tạm thời để đấy. Tiếp tục. Pila có vẻ không khoái cái quả này lắm. Pila này. À, Pila thích ăn cam hơn Android. Messi. Siro này. Mà Messi này. Mỗi đứa nó thích một loại chứ không phải là đứa nào nó cũng giống nhau, không phải đứa nào nó sở thích nó cũng giống nhau. Pila thì trong các loại quả thì Pila thích nhất là ăn cam. À, nhưng mà cái quả roi này thì cái giống giống poodle nó đặc biệt nó thích ăn. Messi này. Siro này. Pila này. Pila không thích ăn roi. Messi này. Được rồi, để đấy, để tí cho hai con kia nó nhặt. Ăn roi thế nào? Còn mấy cái còn mấy cái miếng bánh quy này giải quyết nốt. Giải quyết nốt nhá, chúng ta thống nhất như thế nhá. Giải quyết nốt rồi đi ngủ. Siro đầu tiên. Messi. Pila. Pila phải ngồi lùi lại đi, Pila ngồi xa quá. Pila ngồi xa quá rồi. Messi. Siro này. Đọc đúng tên thì mới ăn chứ. Pila. Pila. Ngồi xa quá thế khó ăn lắm. Messi. Siro.
Pila. Messi. Ui giời, còn toàn những miếng bé bé tí tẹo tẹo. Siro. Rồi hết rồi. Còn mấy những bé tí tẹo này để cho con Yumi đã. Pila ngồi xích ra nào. Nào, ngồi xích vào, ngồi xích vào. Chưa ăn xong chuồn luôn hả? Pila rất đẻo. Pila ăn xong Pila chuồn luôn. Nào, mấy chúng ta ngồi lại đây nào, ngồi lại với nhau tí nào. Nào. Đâu rồi? Để anh vào video cái nào. Nào, ok. Hãy đưa ngồi xích lại một tí nào. Ờ, Messi đây. Messi, đây. Messi, xích đây. Xích đây nha. Ok, đây, với Messi đây. Ok, xin chào mọi người nhá, cho chúng nó ăn vặt một tí. Để mọi người ngắm chó. Đó. Hôm nay thì cho nó ăn quả cam với thì mấy quả roi. Ở trong miền Nam gọi là quả mận. Thì cái giống rốt này nó rất là thích ăn cam. Cam nó ăn nó cũng rất là tốt cho tiêu hóa. Cam và bưởi, nhưng bưởi thì nó hơi tốn tiền. Cam và quýt thì nó rẻ. Thì nếu mà mọi người có nuôi, mọi người thích cho nó ăn vặt thì mọi người có thể chọn quả cam lành, tốt cho tiêu hóa. Và hầu hết tất cả các con chó rốt mà mình nuôi thì con nào nó cũng ăn. Tất cả những cái con mà mình nuôi thì con nào nó cũng ăn. Còn các loại quả khác thì tùy loại nhé. Giả sử như là những cái quả rất là rẻ và dễ mua như là quả dưa chuột chẳng hạn, thì có con thích có con không. Con nào thích thì nó ăn nó ngon lành lắm, nhưng rất nhiều con nó không thích mùi đấy. Những cái quả hay là xoài hay là mít, nếu giả sử như là mít thì cho nó ăn ít thôi, bởi vì nó không tiêu được. Nó ăn ít thì nó tiêu được, ăn nhiều nó không tiêu được. Rất là nhiều loại quả, mỗi một cái loại thì mọi người ăn, mọi người sẽ để ý xem là nó có tiêu hóa được không. Nhưng mà riêng cái quả cam, cam, quýt, bòng, bưởi là con chó nó tiêu hóa rất là tốt. Mọi người có thể dùng để cho nó ăn vặt. Ok, Siro, Rukulegumi, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thank you and see you again. Okay.